Chiều ngày 10 tháng 6, đội quản lý thị trường số 24, cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, công an huyện Hoài Đức bất ngờ tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất mật ong hoa nhãn tại thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, do ông Phan Văn Quyết sinh năm 1972 làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang sản xuất mật ong từ đường, nha và nước cốt mạch nha pha theo tỷ lệ. Chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ về đăng ký kinh doanh cũng như hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của nguyên liệu, hàng hóa tại cơ sở. Kiểm đếm thực tế, lực lượng chức năng ghi nhận hơn 2.000 lít mật ong hương nhãn đã được đóng gói thành phẩm. Trên nhãn hàng hóa ghi công dụng là bồi bổ cơ thể, chống quá trình lão hóa cho hệ tiêu hóa và tuần hoàn. Được biết, mỗi thùng nha 70 kg sẽ cho ra lò khoảng 45 lít mật ong một chai mật ong 1 lít được cơ sở bán ra với giá 99.000 đồng. Đặc biệt, 100% hàng hóa của cơ sở được bán trên Facebook. Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đang tiến hành các thủ tục tạm giữ hàng hóa để tiếp tục xác minh, làm rõ các dấu hiệu vi phạm.